với đã cánh thì nó cứ mấy Được. Các bạn thân mến, ở đây là khu trang trại nuôi nhím của anh Long, có địa chỉ tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Thì các ô là được đánh số, và mỗi một ô thì là một cặp. Chị cho ăn đây là nhím ăn gì hàng ngày ăn chị? sáng ăn ngủ ăn cô đói Ăn sáo ngô, ăn ăn cả rau nữa. À, thế là rau mỗi củ quả nói chung có cái gì cho ăn cái ngày đấy chị chăm sóc mấy lần? ngay chỉ một lần Ngày một lần à? cho ăn nhiều thì nó ăn thoải À, mái còn đấy như con này bây giờ là nó có phi lông ra được không? nó dừng giống có con Nó nó lúc nào nó này ẩm ướt thế này à? ẩm ướt là tối hôm qua sáng này vừa xịt chua À, xịt chuồng. Nó cũng vệ sinh tốt nhỉ, không thấy phân mấy đúng không? sáng nào cũng dọn sáng nào cũng xịt rửa chuồng rồi À, như đôi này là đôi bố mẹ rồi à? hôm nay có cả con này. Con À, cái mỗi một chuồng có mỗi có một cái máng uống như thế này. ừ. À, chỗ này là khoảng bao nhiêu ô? Xem nào, Năm mươi 4 tám 5 8 ô ô năm à? chín ô thôi đây có cả mẹ đây Đâu, cặp nào mới đẻ có con đâu. Xem để quay để xem ai mua cho nhím giống. Đâu, con đâu? Nó nuôi như gà này à? Con nó cứ rúc rúc ở dưới đấy. Đâu, chị nào nào soi coi. Đây, đầu con. Lấy cái gì rùa nó ra. Nhìn người, người ta thích nhìn con nhím nhím con. Đấy, quý vị các bạn ai có nhu cầu mua nhím thịt, nhím giống tại cơ sở trang trại nhà anh Long ở Ba Vì thì liên hệ theo địa chỉ trên website 0163530592. nhìn Đâu, con nhím con tách ra rồi đâu. À, đây là nhím hậu bị đây. Nó đẻ thường nó đẻ hai hai con một đúng hai con một con thì ba con không? Nuôi à? có một hai ba chim À, xin bạn thích rồi. Nhưng thường một 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 cặp thế này thì được một yến không? Một một con đã hơn một yến nhỉ? Nhím, thế là nhím nhím đực là nó có khác 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 nhau với nhím cái như nào chị? À, vạch cái bộ phận sinh dục của nó à? Rồi. Thế là cứ khách hàng mà đặt là lại có anh Chiến là giao hàng tận nơi đấy à? Chiến Chiến Niên đây đúng không? À, ngay xe máy đúng không? Giao hàng tận nơi. Tốt nhỉ. Thì bên mua người ta sẽ chịu tiền cước. Được. Chuồng nhím đây. 58 chuồng. 9 chuồng. Chuồng nhím gần như là 1 mét vuông, nhưng mà 1 mét khối. Công phu này cơ mà. Đây là gần một cái hồ rất lớn. Xem con gấu này hay là. Ui, nhìn anh này anh tợn thế. Con này nó phải đến tấn 5 tạ. Chị có gì cho nó ăn đi xem nào. Ui gì ăn này. Con này bao nhiêu lâu thì lấy mật một lần chị? 3 tháng rồi mà 3 tháng lấy một lần. Ok. Ai có nhu cầu. Ui, ức của nó này. To thế này. Con này nó mà sổng ra này. Đá một phát thì mình không đỡ được. Máng vuốt đây là máng ăn. Phần nó cũng phần lợn. Nó ăn chảo. Rồi. Ăn cháo à? Ui dồi, nó nhổm lên giật hết cả mình nhỉ. Trông nó đứng lên này mà cũng phải được đến 2 mét rưỡi nhỉ. À. Không, đang quay đi ngang rồi. Đứng lên gái mà giật hết cả mình.
nộp từ cái này thì nó sạch sẽ. Chụp cái một kiểu này. Đây nó cũng không tức mình gì nhỉ. Đây là mô hình trang trại Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội, nuôi nhím, gấu. Hồ này thì